Xin chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh của ghế Nhật Trần Sơn. Hôm nay em Sơn giới thiệu với tất cả các anh chị một cái mẫu ghế của hãng Fuji Ryuki. Nó có mã là SKS3500. Con ghế này nó là một con ghế phân khúc tầm trung, tuyệt đẹp và phải nói là ngồi thì rất sướng. Rất sướng mọi người nhé. Chắc chắn là những cái vị khách nào mà kỹ tính cũng sẽ phải hài lòng với em ghế này. Mọi người có thể thấy là riêng về cái hình thức thôi nó cũng đã rất là ok rồi. Đây mọi người có thể thấy này, em này nó có rất nhiều chức năng. Rồi dần dần em sẽ nói cho mọi người biết nó có những chức năng gì hay ho nhé. Đầu tiên thì mình nên chiêm ngưỡng cái nhan sắc của em nó cả. Đây mọi người có thấy này, đây là một cái gối có thêu chữ Relaxolution đó. Còn ở hai bên tay ốp vân gỗ cực đẹp, cực bóng đó, rất bóng luôn. Và da ghế thì zin nguyên bản 100%, rất là mềm mịn mát tay, không bị nổ hay là bong chóc bất kỳ ở đâu cả. Cái dòng ghế của Nhật thì nếu mà mọi người nào đã từng tìm hiểu, từng sở hữu nó rồi thì sẽ biết ngay được cái độ bền của da ghế Nhật nó như thế nào. Đó. Em quay chi tiết cận cảnh để cho mọi người thấy được cái con ghế này nó đều đẹp tới mức độ nào nhé. Đây là phía đằng trước. Đây, điều khiển này. Đây là cái phần bóp tay này. Đó. Cái đường nét này họ thiết kế nhìn như là một cái cỗ máy robot ấy, nhìn rất là đẹp. Thiết kế rất đẹp nhá. Sau đưa massage, cái này là massage vai. Đó. Đây đằng sau này. Cho mọi người xem hình thức trước nhá. Đây. Nhựa rất đẹp nhá, không có bị xước sát ở đâu nhá. Đây. Đó, rất đẹp luôn. Đây, mã của nó này, SKS3500 nhá. Điện 100V này, 60Hz này, 90W này. Con này là sưởi của nó này. Sưởi của nó là 55W nhá. Đây là cái dây sưởi. Dây sưởi. Cái nguồn sưởi thì họ cắm riêng. Đây dưới gầm ghế này. Đằng sau thì nó có chữ Fuji Ryuki. Đó. Nếu mà những cái con mà không phải của Fuji Ryuki thì thường thường là nó sẽ không có chữ ở đằng sau lưng. Đây là bên phải này. À, bên đây này cũng có chữ này. À, khá là đẹp. Đây nhựa đen. Cái này là sơn nó màu trắng nhũ. Đấy, da nguyên bản 100%. Đây này, da rất mềm mịn luôn. Đó. Mềm mịn. Sờ mát tay. Bên trên này, trên là nó có cái gối được may bằng da cũng rất là đẹp. Thì cái con này nó có mấy lớp cơ? Lớp đầu tiên này nó là cái lớp gối. Lớp gối này thì nếu mà mọi người nào thích nằm gối thì nằm, mà không thích nằm trên gối thì có thể lật gối đằng sau. Lật gối đằng sau thì mọi người sẽ thấy ngay cái lớp bên trong nó có hai cái dây sưởi. Cái dây này là dây nhiệt nhá. Dây nhiệt này nó khá là nóng ấy. Nó có hai cái tác dụng. Khi mà mình để như thế này, đây nó có cái cúc này, cúc cài đây. Đó, thì bình thường như thế này mình ngồi lên thì nó sẽ là sưởi lưng. Vào cái mùa đông như thế này thì mình tốt hơn là mình sẽ bỏ tháo cái cúc này ra và mình ngồi vào và vắt cái này lên bụng. Vắt lên bụng thì nó sẽ sưởi ấm cả cơ thể.
thì sẽ rất tốt vào mùa đông. Nó sẽ giúp các anh chị giữ ấm vào mùa đông và tránh được sốt rét, rồi là giúp lưu thông máu tốt hơn. Rồi, lật lớp tiếp theo. Lớp tiếp theo thì trong đây nó sẽ có một cái miếng da. Miếng da này thì nó thay, gọi là nó như là một cái lớp gối mỏng. Lớp gối mỏng để thay cái gối. Lớp gối mỏng này thì bên trong nó là bằng nhung, lớp nhung nhá. Còn bên ngoài nó là lớp da. Người Nhật họ làm họ rất là cẩn thận và tỉ mỉ, chu đáo. Đấy, lật cái lớp này ra thì tiếp tục lại bên trong đây nó có một cái lớp đệm lưng. Cái lớp đệm lưng này thì ở cái vị trí con lăn nó bóp gáy này thì người ta không thiết kế là ra, mà người ta làm khuyết. Làm khuyết này để tác dụng là con lăn này nó thò ra. Đấy, nó bóp vào cái gáy mình nó được sâu hơn. Được tiếp xúc nó tốt hơn. Đó. Đây, khi mà tiếp tục mình lật cái đệm này, lưng này lên thì lại bên trong nó là một cái lớp. Lớp vải này nó là một cái lớp vải chịu lực. Đấy, lớp vải này thì nó có độ bền rất cao. Khi con lăn nó massage nó tác dụng lực vào cái lớp vải này thì nó giữ cho cái con lăn nó, thứ nhất là hoạt động trơn tru, và thứ hai là nó tránh ảnh hưởng đến cái lớp da bên ngoài. Đấy, nó bảo vệ cái lớp da bên ngoài. Đó. Và mọi người có thể thấy đây. Đây bên đằng lưng này nó có túi khí ở lưng này. Ở bên dưới nó có túi khí bóp eo ấy. Bóp lưng, bóp eo. Hai bên này, hai bên nó bóp vào eo nhé. Đấy. Và đây là bóp vai. Hai bên vai này bóp vào. Đấy, ôm chắc cái cơ thể mình. Và đằng sau con lăn nó vê đằng sau lưng. Nó vê cái con lăn sau lưng này thì nó vê nó rất là hay. Nó vê nó bóp vào lưng. Đấy, xong lại vuốt xuống nhả ra. Đấy, và nó miết sang hai bên. Đấy, nó miết sang hai bên. Đấy, làm rất chuyên nghiệp. Đấm, vuốt, miết, xoa, dây, gợn sóng, rất nhiều kiểu. Cái con này nó làm được rất là nhiều kiểu nhé. Và đây là phần massage tay, bóp tay. Đây, bóp tay này. Ở dưới này bóp mông. Đó. Bóp mông này nó có túi khí đằng sau và đằng trước. Đằng trước này nó đẩy lên, nó ép chân, nó chặn người lại không bị trôi ra, và đằng lưng nó đẩy vào. Nó phối kết hợp với nhau tạo ra những cái bài massage hoàn hảo. Ở bên dưới chân này thì nó cũng có phần bóp chân đây. Hai bóp chân. Ở đây là cái bóp bàn chân này. Bàn chân thì ở dưới này có túi khí ở dưới đẩy lên nhá. Và họ thiết kế một cái tấm gai này để nó ấn vào cái huyệt ở lòng bàn chân. Đó, người Nhật họ thiết kế để bấm vào các cái huyệt đạo ở dưới lòng bàn chân. Đó. Đấy là cơ bản những cái hình thức bên ngoài của cái con Fuji này. Thì bây giờ tiếp tục để khám phá các cái tính năng thì cần phải bật máy lên để cho mọi người xem được. Cái này nó hay ho như thế nào nhé. Con Fuji này nó có chức năng là dò tìm huyệt đạo, dò tìm cơ thể. Nên là nếu mà các anh chị mà không ngồi lên ghế thì nó sẽ dừng, nó không hoạt động nhé. Còn nếu mà anh chị mà ghế đang hoạt động mà các anh chị đứng dậy thì một lúc sau nó cũng tự động nó tắt nhé. Nó rất là thông minh. Nó không có người, nó sẽ dừng ngay. Đó. Khi bật ghế lên thì tự động chân nó nâng lên này. Đó. Đấy. Đây là cái điều khiển của nó. Một cái điều khiển mà mọi người thấy này. Đấy, thiết kế nó rất là dễ sử dụng.
Và điều khiển này rất là chắc chắn, hiển thị đa chức năng. Mọi người có thể thấy là trên cái màn hình này nó có 1, 2, 3. Và cái biểu tượng bên trên là biểu tượng hình người. Thì chúng ta có thể biết được ngay đây là 1 này. 1 nó là dùng cho người thấp, 2 là người trung bình và 3 là người cao. Đó, còn M này là viết tắt của memory, tiếng Anh có nghĩa là nhớ bài tập. Đấy, và đây, đây là nút tắt bật nguồn này. Đấy, đây tắt này. Còn nút này nút tạm dừng này. Bật nguồn lại đây. Cái nút bên trái này, nút bên trái này nó là cái tính năng nó là danh sách các cái bài massage tự động toàn thân. Đây này. Rất nhiều bài nhé. Đây, nó còn cái sang cột nọ cột kia này. Đây, cột này. Đấy. Đây là thiên về vai gáy này, toàn thân này. Đấy, lưng eo này. Đấy. Mỗi một bài thì mỗi một cái khu vực nó sẽ có nhiều bài khác nhau. Đó. Tiếp theo là cái phần này nó là cái massage riêng lẻ và chuyên sâu. Đấy, thì mọi người có thể thấy là cái danh sách nó rất nhiều. Đấy, danh sách của nó rất nhiều nhé. Đó, 3D này, massage 3D này. Đó, rất nhiều. Mình có thể thử một động tác. Đó, cái này thử động tác này nó đang đấm ở cái phần eo. Đấy. Đấm rất là chắc và sâu, giúp cho cái người ngồi ở trên ghế nó cảm giác là nó rất là đã và nó thoải mái, rất là sướng. Thật là nói chung là cũng rất là khó để mà diễn tả hết được cái độ sướng của nó khi mà ngồi trên con ghế này. Và em đã bán được cũng rất là nhiều những cái mẫu Fuji như thế này rồi, thì khách rất hài lòng, phải nói là rất hài lòng. Đó, tạm dừng. Đây, còn đây, đây là chức năng tắt bật các túi khí, túi khí vai này, cho nên tắt này. Đó. Đấy, đây là tay này. Đấy, rồi là mông, rồi là chân này. Đó. Dưới đây, đây là nó là menu nhé, menu. Còn đây là nó là làm lại động tác này, bỏ qua động tác này. Đây là di chuyển vị trí con lăn này. Đó. Đấy, mình bấm này là con lăn nó đang di chuyển lên trên này. Lên trên vào cái vị trí mình mong muốn này. Đó. Còn bấm đây là nó sẽ di chuyển xuống dưới, di chuyển xuống dưới. Ví dụ là nếu mà mình chọn cái bài tự động ấy thì nó sẽ làm toàn thân. Tuy nhiên là với những người mà bị đau lưng, đau ví dụ đau ở một cái vị trí, ở một cái điểm nào đó thì người ta rất muốn là chỉnh tới cái vị trí mà người ta mong muốn. Ví dụ là các bác là bị đau ở dưới phần phần eo chẳng hạn thì bác chỉnh cái này xuống tới cái vị trí eo. Đó, sau đó là chọn một cái bài tập lẻ nào đó như này này, trong đây này. Đấy. Chạy đó thì nó sẽ hoạt động luôn. Nó hoạt động ở đâu thì nó sẽ báo ở đó này. Đó. Còn đây, bên đây là chỉnh lực, chỉnh lực của túi khí vai này, bóp vai này. Đó, bấm này phát là vai nó bóp vào này. Đó. Bên đây là chỉnh lực bóp tay này. Đó. Wow. Đấy. Nếu mà cho lực ở mức cao nhất này thì nó bóp rất căng. Nó rất hay cái là nó có thể tùy biến được để cho cái người sử dụng hay là muốn bóp mạnh hay bóp nhẹ. Rất là hay. Ý. Vai này bóp rất căng luôn.
Dưới đây là cái phần di chuyển này, hai di chuyển này, còn giữa là ok này. Đây là nó là nâng hạ chân này. Nâng chân này. Đó. Hạ chân xuống. Cái này nâng ngả lưng ghế này. Nâng ngả lưng ghế nó kết hợp cả chân luôn. Đó. Đây là nút bấm nút này, khi sử dụng xong bài bấm cái nút giữa này là ghế nó dựng lên về vị trí ban đầu. Còn đây là chức năng rung, rung bông này. Đấy, bấm phát là nó đang rung ở dưới mông. Còn đây là chức năng sưởi này. Đấy, bật cái chức năng này lên thì cái dây sưởi này nó cũng làm việc luôn. Cái dây sưởi ở sau lưng này. Đấy thì mình có thể là sử dụng để vắt lên người. Vắt lên người như thế này. Đấy, để sưởi ấm bụng. Còn nếu mà không muốn thì mình có thể để đằng sau lưng để sưởi ấm lưng. Đó, rất hay. Rất tinh luôn. Đó, dùng rất sướng nhá. Cái con này tính năng nó rất là nhiều, nên là nếu mà anh chị em nào mua thì em khuyên là lên khai thác hết các cái chức năng, các tính năng của nó. Càng khai thác các chị, anh chị sẽ càng thấy nó hay. Nó dùng nó sướng. Đó. Dùng rất sướng luôn. Đây tắt đi, đây tắt sửa đi. Đó. Đây này, các cái tính năng của nó rất nhiều luôn. Và các cái bài massage tự động toàn thân cũng thế này. Rất nhiều. Đó, nhiều lắm nhé. Thao khai thác luôn. Đây nó có bài massage bằng túi khí. Đó. Đây có thể là chọn một bài. Đây chọn lên một bài. Ví dụ ở đây em người thân hình em là trung bình thì em chọn số 2. Đấy, chọn lên một bài. Ok này. Đó. Đó. Để cho máy nó hoạt động. Xong là em sẽ tiếp tục em xuống em quay cái con ăn nó hoạt động cho xem mọi người xem nó hoạt động như thế nào. Phải nói là cái dòng Fuji này nó bóp sao, nó bóp phải nói là nó rất đã. Nó bóp là nó ấn vào lưng xong là nó miết xuống, hoặc là nó miết sang hai bên, hoặc là nó bấm vào lưng xong nó miết lên, vuốt lên, vuốt xuống, nó làm từ từ. Đó, nó làm rất là sướng. Nó không đơn thuần như những cái dòng ghế khác thì họ chỉ là cái câu chuyện nó là cái motor nắp vào cái phần cơ và cứ thế là nó có điện thì nó quay. Còn đây nó không đơn thuần nó là như thế, mà nó là cái lập trình bước, các cái bước nó hàng nghìn bước nhỏ nó tạo ra một cái bài massage hoàn hảo. Nên là nó có thể dò và cảm nhận được cái vị trí của cơ thể của từng người. Nên là nó bóp một cái lực nó rất là chuẩn. Nó không bị quá lực và nó cũng không bị yếu. Nó rất vừa lực. Đó. Đấy, nó đang hoạt động kìa. Đấy. À, một số anh chị em thì cứ hỏi là tại sao cái con Fuji nó phành phạch như thế, nó có phải bị hỏng hay bị lỗi không? Thì nói mọi người luôn là Fuji con nào cũng vậy nhá. Nó cái con này nó thiết kế những cái van đóng mở khí với áp suất cao, đóng ngắt đột ngột, nên là nó tạo ra những tiếng phành phạch như thế nhá. Đây này. Đây là con lăn nó đang hoạt động này. Đấy, nó đang vuốt cái dọc cái cột sống của người sử dụng này. Đấy, đẩy vào nhé, đẩy vào đẩy ra này. Nó làm rất là kỹ thuật nhé. Đấy, ra này. Đấy, xong đẩy vào này. Đấy, làm từ từ này, miết lên. Nó miết lên. Đấy. Vuốt lên này, nó vuốt lên, vuốt dọc cái cột sống. Và nó chuyển sang đấm này. Đấy.
này, ấn nó rất là chắc chắn nhé, này không lún một tí nào, này, ấn rất chắc luôn. Đấy, nên là tại sao mà cái người ngồi lên dòng Fuji này, này ngồi lên con lăn này cảm giác nó rất là sâu, nó chắc như thế này mà. Đấy, ấn không lún. Các anh chị nếu mà cứ đi thử những cái con ghế Trung Quốc mà xem, khẳng định ấn như này nó sẽ lún xuống. Nó lún xuống thì sao? Thì nó chứng tỏ một cái điều là cái những con lún đấy thì nó không có chức năng dò tìm huyệt đạo. Thì người nào ngồi lên, người nó cong lên đâu thì nó cái con lăn tự nó lún nó theo cái đường cong cơ thể đấy. Còn đây thì nó không lún. Thì cái khi mà lúc mới ngồi vào ấy thì nó đã dò được cái đường cong của cơ thể rồi, nên là mình ngồi vào ấy nó đấm rất là chắc và sâu. Nó không cảm giác bị cộ. Đó. Đấy, các bác anh chị cứ thử những cái con ghế thông thường xem, ấn con lăn này nó sẽ lún, nó lún lung tung cả. Con này ấn nó chắc lịch nhỉ. Đó, nó làm chắc lịch luôn nha. Đấy. Nó đang vuốt vào này. Đấy, nó đang miết ra này. Đấy. Đấy. Đấy, nó làm nhiều anh chị là cứ hỏi cái ghế Nhật thì nó con lăn cố định hay là nó di động, thì cũng nói với anh chị là cái dòng ghế Nhật này không con nào nó là cố định đâu, con nào nó cũng di động hết như thế này, bóp từ trên xuống dưới. Nó chỉ cũng con ghế rẻ tiền ấy thì người ta mới làm cố định thôi. Cố định thì nó chỉ có motor vào một cái miếng nhựa nó nắp vào, nó quay ngược rồi nó quay xuôi thôi. Đây thì ghế Nhật kể cả con rẻ tiền nhất nó vẫn là bóp theo kiểu con ăn di động như thế này hết, từ trên xuống dưới, dưới lên trên hết. Đó, rất hay nhá. Này, đây mọi người nhìn này, đấy nhìn nó úi bóp phê chưa. Này, đau đâu bóp đấy nhá, sướng chưa. Úi, úi, bóp vào chỉ có đã thôi, chỉ sướng thôi. Đó, ghế này, ghế mông này, mông đẩy lên. Đó, đấm này. Úi, rất sướng nha. Đó, anh chị em nào mà kết cái mẫu Fuji Ryuki SKS 3500 này có thể điện cho em Sơn qua số điện thoại là 0964480666 nhé. Em Sơn chuyên ghế Nhật. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video của em. Mọi người vui lòng bấm đăng ký kênh để theo dõi các cái sản phẩm em Sơn quay nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.